Hai nhóm thanh niên hỗn chiến lúc nửa đêm, một người tử vong tại chỗ. Bộ hài cốt dưới ống cống công trình ở Hà Nội không phải Hải Như. Nổ lớn tại công ty gỗ, nhiều công nhân bị bỏng nặng. Tước giấy phép lái xe của tài xế xe khách đi lùi trên cầu vượt Láng Hạ. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ mời quý vị theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà một nhóm học viên của trường lái trên tại Đồng Hới đã mang theo hung khí hỗn chiến với nhóm thanh niên trên cùng địa bàn, khiến một người tử vong tại chỗ. Liên quan đến cuộc hỗn chiến khiến một thanh niên ở xã Đức Ninh tử vong tại chỗ, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thành phố Đồng Hới xác nhận có tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu liên quan đến vụ việc. Nhưng người này đã tử vong trước khi vào viện. Thông tin ban đầu từ lãnh đạo phường Bắc Nghĩa cho hay, vụ việc xảy ra khoảng 0 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7, hai nhóm thanh niên nói trên mang theo hung khí rượt đuổi đánh nhau trên đường Triệu Quang Phục trước cổng trường lái xe. Theo camera an ninh của người dân ghi lại, vụ hỗn chiến có sự tham gia khoảng gần 20 người. Hung khí của vụ hỗn chiến chủ yếu là gậy gộc, dao, mã tấu, rượt đuổi tấn công lẫn nhau như phim hành động. Tiếng động lớn khiến người dân tỏ ra vô cùng sợ hãi, tuy nhiên, vì thấy hai nhóm đối tượng quá hung hãn nên không ai dám ngăn cản. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, danh tính nạn nhân cũng như những người liên quan vẫn chưa được phía công an tiết lộ. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 7, Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội cho biết đơn vị đang tìm tung tích thi thể được phát hiện tại xóm Đông, xã Đông Sơn. Ban đầu có nhiều giả thiết cho rằng đây chính là cô gái tên Lương Hải Như đã mất tích bí ẩn 2 năm trước. Tuy nhiên, qua giám định, nạn nhân là nam giới khoảng 50 tuổi. Theo đó, ngày 5 tháng 7, đơn vị tiếp nhận tin báo về việc phát hiện bộ xương người nạn nhân nghi là nam giới khoảng 50 tuổi, tử vong cách đây khoảng 1 tháng. Nạn nhân mặc áo sơ mi cộc tay màu xanh, mặt trong cổ áo có chữ Giang Giang và một dòng chữ bị mờ. Áo phông cộc tay cổ tròn màu trắng có túi áo ở ngực trái, mặt trong cổ áo có chữ Dòng Di Pai Lu và một dòng chữ Trung Quốc. Quần kaki màu xanh than, các cúc áo quần đều đóng, quần áo dính dịch thối và đất cát bẩn, quần đùi quân nhu màu xanh, mũ lưỡi trai màu xanh và mũ có ba sọc trắng, mũ có chữ LS. Công an huyện Chương Mỹ đề nghị người dân có thông tin về nạn nhân với các đặc điểm nêu trên liên hệ với đơn vị qua cán bộ Hiếu, đội cảnh sát hình sự số điện thoại 0966 161 094. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin tìm thấy bộ hài cốt trên. Nhiều bình luận cho rằng đó có thể là thi thể của cô Lương Hải Như, 23 tuổi, quê Chương Mỹ, người mất tích bí ẩn 2 năm trước. Lãnh đạo địa phương đã lên tiếng, lực lượng chức năng đã bàn giao bộ hài cốt cho địa phương an táng theo phong tục địa phương. Hiện chưa có ai được cho là người thân đến xác nhận bộ hài cốt. Công an vẫn đang điều tra để làm rõ vụ việc. Việc mạng xã hội đồn thổi liên quan đến nữ sinh Lương Hải Như là chưa có căn cứ vì đang điều tra. Chuyển đến tin tức đáng chú ý khác, chiều 6 tháng 7, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra xử lý vụ nổ, khiến nhiều công nhân bị thương tại một công ty gỗ trên địa bàn. Theo báo cáo nhanh từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gỗ Hoàng Thông, khoảng 14 giờ cùng ngày, khi các công nhân đang vệ sinh hệ thống hút bụi bên trong nhà máy của công ty tại khu công nghiệp Tân Bình, thị trấn Tân Bình, huyện Bắc Tân Yên, thì bất ngờ bồn chứa phát nổ hất văng nhiều người ra ngoài. Phát hiện ra sự việc, các công nhân làm việc gần đó đã đến hỗ trợ nhóm bị thương. Bước đầu xác định có ít nhất 9 người bị bỏng, trong đó có 4 người bị bỏng nặng. Các nạn nhân bị bỏng nặng sau đó được chuyển đến các bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh để cấp cứu. Danh sách 9 công nhân bị thương gồm Lê Văn P, sinh năm 2003, Tăng Sô P, sinh năm 1985, Danh Ngọc Quy, sinh năm 1990, Nguyễn Văn R, sinh năm 1979, thương tích nặng chuyển bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có các nạn nhân gồm Tống Từ H, sinh năm 1984, Phan Huy Dê, sinh năm 1984, Phan Hoàng M, sinh năm 1998, Ngô Văn A, sinh năm 1991, Trần Phạm T, sinh năm 1998, tất cả điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Đến 18 giờ chiều ngày 6 tháng 7, Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện cùng với các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ nói trên.
Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe khách đi lùi trên cầu vượt Láng Hạ. Ngay lập tức đã có không ít người tỏ ra phẫn nộ vì bất chấp biển cấm, phương tiện này vẫn đi vào phần đường cấm, khiến tắc nghẽn giao thông, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác. Sáng 7 tháng 7, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội, Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 3 ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế Lưu Ngọc Ca, sinh năm 1980, quê tỉnh Phú Thọ, về hành vi điều khiển ô tô khách đi lên cầu vượt Láng Hạ có biển báo cấm. Cơ quan công an cho biết khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 7, anh Ca điều khiển ô tô khách biển kiểm soát 29H993.xx đi theo hướng Láng Hạ, Giảng Võ, rồi đi lên cầu vượt Láng Hạ. Tuy nhiên, khi tới điểm xuống, chiếc xe của anh Ca không thể di chuyển tiếp vì lối xuống có thanh hạn chế chiều cao. Ô tô của anh Ca không thể di chuyển khiến giao thông tại đây bị ùn ứ. Sau đó, tài xế này điều khiển xe đi lùi trên cầu vượt. Tại cơ quan công an, tài xế Lưu Ngọc Ca cho biết do là lái mới nên không biết cầu vượt có biển báo cấm nên đi vào. Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn năm 2021-2030, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đề xuất chuyển dự án nhà ở thương mại tồn đọng cho điều chỉnh cơ cấu căn hộ và chuyển đổi sang dự án nhà ở xã hội. Lý giải về điều này, ông Đỗ Viết Chiến, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết, đề xuất này nhằm tận dụng nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội. Thực ra thì cái này mới chỉ là một cái gợi ý ban đầu thôi, chứ còn trong quá trình hiện nay thì chúng tôi cũng phải tiếp tục là xem xét để nghiên cứu xem là chuyển theo như thế nào. Đấy, ngay từ khi coi như tổ chức quy hoạch là cũng đã phải tính rồi. Bởi vì cái điều kiện của mỗi cái nó cũng có khác nhau về cái hạ tầng xã hội, đặc biệt là hạ tầng xã hội. Đấy, đáp ứng những cái nhu cầu thiết yếu của người dân trong khu vực đó. Đó là phải tính cho nó đồng bộ và nó đầy đủ. Cho nên muốn chuyển một cái dự án từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội là phải tính toán đầy đủ theo hướng như kiểu như thế. Ông Đỗ Viết Chiến cho biết thêm, để đề xuất này khả thi, Hiệp hội sẽ tiếp tục nghiên cứu các giải pháp liên quan. Tuy nhiên, cũng cần có sự vào cuộc của Bộ Xây dựng để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay. Thì là Bộ Xây dựng phải là cơ quan đầu tiên, bởi vì đó là cơ quan phụ trách về mặt xây dựng, về quy hoạch. Đấy, nó phải bắt đầu từ cái đó, về tiêu chuẩn, về quy phạm đối với lại nhà ở. Đấy, và các loại phân loại nhà ở theo cái cấp hạng mục đó là thuộc phạm vi của Bộ Xây dựng. Trên Bộ Xây dựng phải vào cuộc. Thế còn những cái đề xuất của các hiệp hội tổ chức xã hội nghề nghiệp nó chỉ là cái gợi ý ban đầu thế thôi, để cho các cái cơ quan có thẩm quyền, quan quản lý nhà nước phải nghiên cứu một cách thấu đáo. Trước đó, tại hội thảo tháo gỡ điểm nghẽn thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển do Báo Lao Động tổ chức, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để thúc đẩy nhà ở xã hội phát triển. Theo đó, cần rà soát quỹ đất 20% trong dự án nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội và làm việc với chủ đầu tư để giải quyết các dự án nhà ở thương mại tồn đọng, nếu có thể điều chỉnh cơ cấu căn hộ và chuyển đổi sang nhà ở xã hội. Đặc biệt, cần sớm hình thành quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội với mục tiêu cuối cùng là giải bài toán mất cân đối cung cầu để sớm bình ổn thị trường và tiếp tục phát triển loại hình nhà ở này. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông không nhiều sự biến động trong 3 năm gần nhất. Cụ thể, năm 2023, điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội dao động từ 18,3 điểm đến 28,42 điểm. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là ngành sư phạm lịch sử với mức điểm 28,42 với tổ hợp C00. Một số ngành khác cũng có mức điểm chuẩn cao trên 27,5 như ngành giáo dục chính trị khối C19 lấy 28,13 điểm, ngành giáo dục đặc biệt khối C00 lấy 27,9 điểm, ngành giáo dục công dân khối C19 lấy 27,83 điểm. Một số ngành như sư phạm toán, sư phạm ngữ văn lấy điểm chuẩn ở mức 26 đến 27 điểm. Ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là sư phạm mỹ thuật với mức điểm 18,3 khối H01. Năm 2022, điểm chuẩn của trường dao động từ 16,75 đến 28,5 điểm, trong đó mức điểm chuẩn cao nhất là 28,5 điểm đối với các ngành giáo dục chính trị khối C19, C20, sư phạm ngữ văn khối C00, sư phạm lịch sử khối C00. Ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật khối C00 với mức điểm là 16,75 điểm. Năm 2021, điểm chuẩn của trường dao động từ 16 đến 28,53 điểm, trong đó ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là sư phạm tiếng Anh khối D01 với mức điểm là 28,53 điểm. Một số ngành như sư phạm toán, sư phạm ngữ văn, sư phạm lịch sử dao động quanh mức 26 đến 27,75 điểm. Ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là ngành triết học Mác Lênin khối C19 với mức điểm 16 điểm. Năm 2024, đối với các ngành đào tạo giáo viên, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh 2.620 chỉ tiêu. Đối với các ngành khác ngoài sư phạm, trường tuyển sinh 1.750 chỉ tiêu.
xác minh danh bạ, luôn xác minh danh tính của người gửi trước khi trả lời tin nhắn, đặc biệt là nếu họ yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tiền. Liên hệ với họ qua một kênh riêng biệt đã biết để xác nhận danh tính của họ. Tránh nhấp vào các liên kết đáng ngờ, không nhấp vào các liên kết trong tin nhắn, đặc biệt là các liên kết hứa hẹn giải thưởng, giảm giá hoặc yêu cầu hành động khẩn cấp. Các liên kết này có thể dẫn đến các trang web lừa đảo được thiết kế để đánh cắp thông tin cá nhân của bạn. Bật xác minh hai bước, kích hoạt tính năng xác minh hai bước của WhatsApp để tăng cường bảo mật. Tính năng này yêu cầu mã PIN để truy cập vào tài khoản của bạn, khiến kẻ lừa đảo khó chiếm đoạt tài khoản của bạn hơn, ngay cả khi chúng có số điện thoại của bạn. Thận trọng với những lời đề nghị không mong muốn, xác minh tính hợp pháp của những lời đề nghị như thông qua các kênh chính thức trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính nào. Tự giáo dục bản thân và người khác, nhận thức là chìa khóa để nhận ra các vụ lừa đảo tiềm ẩn và ngăn chặn người khác trở thành nạn nhân. Theo quy định, ngoài mức hỗ trợ theo chức danh, trật tự thôn, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở tỉnh Thái Nguyên sẽ có thêm mức hỗ trợ nếu kiêm nhiệm các chức danh khác. Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Nghị quyết 01/2024, Nghị quyết Hội đồng Nhân dân quy định chi tiết về tiêu chí thành lập, số lượng thành viên và các chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn. Theo đó, mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng được quy định như sau: xóm có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ trưởng hưởng 1.350.000 đồng, tổ phó hưởng 1.250.000 đồng, tổ viên hưởng 1.150.000 đồng. Đối với các thôn, xóm còn lại, tổ trưởng hưởng 1.250.000 đồng, tổ phó hưởng 1.150.000 đồng, tổ viên hưởng 1.050.000 đồng. Nghị quyết quy định kiêm nhiệm các chức danh tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Trường hợp người thực hiện kiêm nhiệm mà giảm được một người theo quy định thì được hưởng mức hỗ trợ 100%. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ kiêm nhiệm cao nhất. Sau hơn 6 tháng thi công, công trình nạo vét hồ Sáng Thỏi, cải tạo kè, công viên và đường quanh hồ cơ bản đã hoàn tất việc trải thảm nhựa phần đường. Theo đó, nhiều người dân bày tỏ sự phấn khởi vì thoát được cảnh ngập nước khi mùa mưa và chiều cường sắp đến. Tôi ở đây mấy chục năm rồi, mấy năm đi trước, cái đường này nó khó khăn lắm. Nó ngập thì mà khó đi nữa, thành ra bây giờ nó sạch sẽ rồi. Tôi cũng mong là cái bờ kè này nó làm sạch sẽ rằng tôi đi tập thể dục mỗi buổi chiều. Mình thường xuyên đi cái cung đường này, tại vì cung đường này là một cái cung đường mà mình thường hay ăn uống ở tại đây. Con đường này thì ngập rất là nhiều và mình cũng ảnh hưởng đến cái việc đi lại của mình. Rồi mình nếu mà vào những cái thời điểm đó thì mình sẽ không có đi vào những cung đường này vì mình sợ thứ nhất là kẹt xe, thứ hai là chết máy xe. Cung đường này dù hiện tại là nó chưa có hoàn thành nhưng mà mình cảm giác là nó đã cao hơn và nó thông thoáng hơn, thì mình cũng hy vọng là tới vào mùa nước ngập thì nó sẽ không ngập nữa. Công trình nạo vét hồ Sáng Thỏi, cải tạo kè, công viên và đường quanh hồ thì mục đích của công trình là về chỉnh trang đô thị, nạo vét lòng hồ và khắc phục cái tình trạng ngập nghẹt cũng như là cái tình trạng xuống cấp của mặt đường. Hiện tại về phía đơn vị thi công thì đã cơ bản là hoàn thành xong cái hạng mục là phần đường, bao gồm là nâng cái đường thảm bê tông nhựa mặt đường. Về phần nạo vét, nhà thầu đã thi công nạo vét được khoảng 50% tiến độ. Trong mùa mưa và chiều cường sắp tới thì cũng cơ bản là sẽ không ngập. Thì cũng qua trao đổi với ban quản lý dự án ODA, khi mà đóng cái cống Âu Thuyền thì cái đỉnh chiều khống chế trong trung tâm khoảng 1.4 thì cơ bản là cái tuyến đường xung quanh hồ này sẽ không còn ngập. Công trình nạo vét hồ Sáng Thỏi, cải tạo kè, công viên và đường quanh hồ có tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất thảm nhựa mặt đường, ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất quận Ninh Kiều đề nghị đơn vị thi công tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thành các hạng mục còn lại như lót đá, trồng cây, thảm cỏ, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12 năm 2024. Những ngày này trên khắp cả nước đã thực hiện kỳ chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7 năm 2024. Có mặt tại điểm bưu điện văn hóa xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, dưới cái nắng oi ả, thế nhưng những người được nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội đã có mặt ở đây từ rất sớm chờ đến lượt. Là giáo viên đã về hưu từ hơn 10 năm nay, từ khi về hưu, bà Phạm Thị Yên, thôn Nam Thượng, xã Nam Thượng chỉ nhận được một mức lương hưu với số tiền rất nhỏ. Đến nay, sau nhiều lần tăng lương, bà đã nhận được số tiền hơn 7 triệu đồng một tháng, tăng gần 1 triệu đồng so với tháng trước đó. Từ ngày cho đến năm nay thì mức lương của bà cũng lên được hơn 6 triệu. Thế cho nên bây giờ thì ơn đảng, ơn chính phủ thì cũng tăng được cho được lên hơn 7 triệu. Nếu mà nguyên hai ông bà thì nói chung là mức lương cũng, đối với miền núi thì nó cũng tăng ổn. Ở nhà thì ông bà nói tăng ra sản xuất được, không phải mua lắm, chung là cuộc sống. Với những người già ở vùng miền núi,
niềm vui đến với họ đang được nhân đôi, bởi không chỉ là lấy lương hưu sớm hơn định kỳ từ 3 đến 5 ngày, mà còn là kỳ đầu tiên hưởng chế độ tăng lương mới, lần tăng lương hưu cao nhất trong lịch sử. Tôi về hưu là năm 2020, đến hôm nay là 4 năm. Bây giờ tôi được hưởng là 2.382.000. Chung là rất là phấn khởi. Tiền lương thì đối với một người thì có cho là sinh hoạt, chất chiêu thì cũng là tạm đủ. Còn nếu mà có cả vợ chồng với nhau, ông bà với nhau là hai người thì không thể đủ được. Rất là mong là nhà nước quan tâm nhiều hơn, tăng để nhiều cái đợt cho phụ cấp một cái lương nó tương đối lên một chút. Trong kỳ chi trả lương hưu tháng 7 của năm 2024 ấy, thì kỳ chi trả lương hưu được bưu điện tiến hành chi trả sớm hơn so với mọi tháng, bắt đầu từ ngày mùng 3 và kết thúc vào ngày mùng 5. Đối với điểm chi trả lương hưu của xã Nam Thượng thì với hơn 80 đối tượng được hưởng lương hưu trí và các chế độ liên quan đến tiền lương hưu. Người cao nhất là được 14.700.000. Còn người thấp nhất thì cũng bây giờ cũng nâng lên đến 2 triệu. Mọi người thì cũng đều rất là vui mừng với cái mức tiền lương mới này, bởi vì nó sẽ đảm bảo hơn trong cái vấn đề là chi tiêu sinh hoạt trong cuộc sống. Cũng theo Bưu điện Việt Nam, đơn vị này sẽ cam kết chi trả mức lương mới đến từng người hưởng kịp thời, chính xác và an toàn tại các điểm chi trả, các điểm phục vụ của Bưu điện và tại nhà của người hưởng cho đến hết ngày 25 tháng 7. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.